Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh NBB Travel của mình nha. Thì hôm nay mình với các bạn cùng nhau review cái chiếc đồng hồ Apple Watch SE nha các bạn. Thì trên tay của mình là một cái chiếc đồng hồ Apple Watch SE được Apple ra mắt vào năm 2020 này. Thì nó có những tính năng và những cái trải nghiệm hay ho như thế nào thì mời các bạn và mình sẽ review và trải nghiệm những cái tính năng hay ho. Đây là cái đồng hồ mình đang đeo, thì trải nghiệm nó như thế nào thì các bạn hãy cùng nhau theo dõi cái video này để biết những cái tính năng nó hay ho như thế nào nha các bạn. Thì bây giờ các bạn hãy tiếp tục theo dõi nha. Thì trên tay của mình là một cái chiếc đồng hồ Apple Watch SE size 40 nha các bạn. Thì đeo rất là đẹp các bạn. Thì với các bạn có cái tay hơi to một xíu thì các bạn nên chọn size 40 hoặc là 44 mm, tại vì Apple Watch SE thì có nhiều cái size khác nhau cho những cái bạn tay to hơn một chút hoặc là nhỏ hơn một chút. Thì đối với mình thì mình chỉ thích size 44, nhưng mà size 40 thì nó hơi nhỏ một xíu nhưng mà nhìn cũng khá là được nha các bạn. Thì bây giờ thì mình sẽ đi sâu vào bên trong của chiếc đồng hồ Apple Watch SE này nha. Đó, thì bên ngoài thì nó như thế này. Thì chiếc đồng hồ này có dây bằng cao su, thì của rất là mềm và dẻo của Apple sản xuất. Và mặt đồng hồ thì khi mình đưa tay lên thì nó sẽ hiện lên màn hình nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem ở bên dưới. Bên dưới thì nó chỉ có một cái nút cảm biến để đo nhịp tim ở ngay giữa, khác với những cái dòng mà series 6 bây giờ nó sẽ có nhiều cái mắt để đo nồng độ oxygen trong máu và đo nhịp tim và đo những cái nồng độ oxy gì đó bảo hòa rất là nhiều. Thì đối với cái dòng SE này thì chỉ có một cái mắt để đo nhịp tim thôi. Thì đây là cái dòng sản phẩm SE là được nâng cấp từ series 5. Nó sẽ lột bỏ đi những cái tính năng không sử dụng được ở thị trường Việt Nam. Thì những cái tính năng đó là những cái tính năng chẳng hạn như là đo nồng độ oxygen trong máu. Thì hiện tại là cái tính năng đó thì không hoạt động được ở Việt Nam, nên Apple sẽ lột bỏ đi tên cái dòng SE này. Đó. Thì cũng như những cái mặt đồng hồ khác thì được làm bằng cái màn hình LCD. Thì chiếc đồng hồ này những thiết kế thì cũng giống như những cái mẫu trước, thì từ đời series 4 đến series 6 thì dòng SE này thì cũng có hai cái gảnh để khe lo. Và bên nút đây thì chỉ có nút nguồn và nút digital round và nút và cái lỗ mic để mình có thể là nghe gọi trên cái chiếc đồng hồ này luôn. Đó. Thì đây là cái mặt 40 mm, thì mình thấy là nó khá là nhỏ. Này thì chỉ sử dụng cho những cái bạn nữ. Nếu mà bạn nam nào có tay nhỏ như mình thì có thể là đeo được cái chiếc Apple Watch SE size 40 này. Đó. Thì ở bên trong của nó thì nó sẽ có giống như thế này. Nó cũng có rất là nhiều cái thanh công cụ và nút digital round thì mình có thể xây thì nó có những cái độ rung nhẹ theo những cái vòng tua mình xây rất là im các bạn. Bây giờ
Thì mình trải nghiệm như thế nào thì mình sẽ chia sẻ với các bạn như thế đó, để các bạn biết và các bạn có thể là chọn mua hoặc là đang phân vân gì đó thì chưa muốn mua thì các bạn có thể là xem video này và biết thêm nhiều cái thông tin về cái chiếc đồng hồ này và những cái trải nghiệm bên trong và những cái tính năng của nó như thế nào. Thì các bạn có một cái sự lựa chọn thật là chín chắn và lựa chọn cho mình một cái Apple Watch ưng ý đó. Thì tính năng bên trong của nó thì nó có như thế này, thì nó có những cái menu như hình tổ ong nha các bạn, có thể là kéo với bất cứ hình menu nào đi đến đâu các bạn để chọn, hoặc các bạn xoay lên cho phóng to lên một xíu rồi các bạn sẽ chọn những cái tính năng ở bên trong cái những cái tính năng rất là hay của nó, chẳng hạn như là la bàn đó các bạn. Bạn có thể là chọn la bàn khi các bạn đi vào những cái nơi rừng, đi vô rừng hoặc là đi núi đi biển thì các bạn có thể là sử dụng Apple Watch để thể đó đo bằng la bàn luôn. Thì ở ở bên dưới thì nó có những cái tính những cái thông số kỹ thuật nè các bạn. Các bạn nghiêng qua nghiêng lại thì nó sẽ phù hợp, nó sẽ cho các bạn biết là cái độ nghiêng và những cái thông số như thế nào luôn, cái độ cao đó các bạn đó. Rất là hay, các bạn xây nút này thì các bạn có thể là biết được cái thông số như thế nào. Rồi tiếp đến thì các bạn sẽ có những cái tính năng là máy tính ở trên cái chiếc đồng hồ này luôn đó, có những cái tính năng là máy tính nè, các bạn hãy là tính tên chiếc đồng hồ này luôn. Rồi rất là nhiều cái tính năng, thì tính năng đo nhịp tim, hoặc là một cái tính năng hay ho nhất là cái tính năng là đo cái độ tiếng ồn, những cái âm thanh tiếng ồn của các bạn nè, nó có thể đo là nó có thể đo tiếng ồn cho các bạn là cái xung quanh bạn có những cái tiếng ồn như thế nào, bao nhiêu decibel đó, thì nó sẽ đo được cho các bạn biết và các bạn tránh đi những cái nơi ồn ào đó. Rất là hay, có những cái tính năng rất là hay trên cái dòng series SE này. Có tính năng báo thức ở trên đây, trên chiếc đồng hồ luôn. Rồi định vị xem bản đồ, có thể là các bạn có thể là tìm kiếm vị trí trên bản đồ rồi luôn. Trực tiếp nó sẽ làm tất cả những cái nhiệm vụ hoặc là làm cho bạn rất là hài lòng khi các bạn đi đường hoặc là các bạn sử dụng một cái tác vụ gì đó. Nó nghe nhạc rồi hô hấp, nó sẽ nhắc cho rất là hay, là nó sẽ khi mình đeo chiếc đồng hồ này vô thì nó sẽ các bạn ngồi hoặc là nằm quá lâu thì nó sẽ nhắc nhở cho các bạn là đứng dậy để hít thở một phút 2 phút nè, rất là hay. Rồi những cái tính năng ghi âm ở trên cái chiếc đồng hồ này luôn đó, cái tính năng ghi âm trực tiếp ở trên chiếc đồng hồ này rất là hay. Những cái tính năng thì đối với chiếc đồng hồ này thì nó có rất là nhiều mặt, các bạn có thể là tùy chỉnh để các bạn có thể là tùy chỉnh mặt cái đồng hồ nào đó. Theo mình thì có rất là nhiều mặt, tùy theo các bạn thích cái mặt nào thì các bạn chọn vào cái mặt đồng hồ đó thì nó sẽ hiển thị. Cái tính năng rất là hay nữa thì khi mà cái màn hình sáng lên thì mình sẽ úp cái tay vô thì nó sẽ tối đi, rất là hay. Cái tính năng đó sử dụng cho lúc mà mình đang họp hoặc là đang đi học, cho những cái bạn sinh viên hoặc là ở trong một cái môi trường yên yên lặng thì nó bất ngờ nó reo lên hoặc là nó báo tới một cái gì đó thì các bạn có thể là tra lại thì nó sẽ im lặng đi và nó sẽ tắt màn hình cho các bạn đỡ mà sợ làm phiền người khác đó. Có thể là rất là nhiều cái hay của cái đồng hồ này nha, nó có rất là nhiều mặt. Thì và ở thanh công cụ ở đây thì nó sẽ báo tất cả những cái tính năng như là wifi,
đang kết nối với điện thoại và mức độ pin âm im lặng và cái sân khấu, rồi rất là nhiều tính năng chế độ máy bay, đèn pin, rồi chống nước. Thì tính năng chống nước này thì các bạn có thể là nếu mà các bạn rửa tay hoặc là đi mưa nó bị vô nước ở trong cái lo thì các bạn có thể sử dụng cái tính năng này. Các bạn sẽ chọn vô cái giọt nước và các bạn sẽ xây nút đi đi sổ rau nè. Các bạn xây thiệt là mạnh thì nó sẽ tạo ra cái âm thanh trong cái loa này, nó phun nước ra bên ngoài rất là hay luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ làm lại cho các bạn xem nè. Các bạn vuốt lên, khi mà các bạn đi mưa hoặc là đi tắm, đi bơi gì đó, nước nó vô thì các bạn sẽ chọn vào cái giọt nước, rồi nó sẽ hiện lên cái trên cái thông báo ở trên nè, các bạn sẽ xây cái nút đi 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 sổ rau nè. Đó, các bạn thấy một cái âm thanh nó phát ra từ cái loa rồi nó sẽ đẩy nước ra ngoài, rất là hay những cái tính năng đó. Rồi tính năng tập thể thao thì rất là nhiều, rất là hay tính năng đo nhịp tim, rồi nó những cái tính năng trên Apple Watch SE này để cải thiện rất là nhiều. Và có một cái tính năng là đo tính năng là đo đo độ cao đó các bạn, nó đặt đâu mình cũng để ý, không nhớ nữa. Rồi các bạn có thể là xem tin nhắn ở trên đây luôn, rất là nhiều tin nhắn ra, những cái cuộc gọi ở trên đây mình có thể là gọi được, mình có thể là thao tác gọi ở trên cái chiếc đồng hồ của mình luôn. Mình có thể thao tác gọi trực tiếp ở trên cái chiếc đồng hồ của mình, rất là tiện lợi khi mà các bạn. Khách vừa gọi không đúng, xin vui lòng kiểm tra lại hoặc gọi số 1800 1090 để được giải đáp. Rất là hay khi mà mình đi ở ngoài đường thì mình sẽ sử dụng một chiếc đồng hồ này để gọi hoặc là nhắn tin cho bạn bè, không cần mình móc điện thoại ra các bạn. Đó, rất là hay luôn nha. Đó, bây giờ thì những cái tính năng hay ho đó thì các bạn cũng đã biết và mình đã trải nghiệm như thế nào về những cái tính năng đó, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn trên cái video này rồi. Và cũng có rất là nhiều bạn bè đã chia sẻ cái chiếc đồng hồ này, thì hôm nay mình cũng làm một cái clip để mình chia sẻ.